Trong 3 ngày nghỉ Tết Dương lịch, tình hình trật tự an toàn giao thông trên địa bàn tỉnh cơ bản được đảm bảo. Lưu lượng phương tiện giao thông tăng cao ở một số thời điểm, tuy nhiên không xảy ra ùn tắc giao thông nghiêm trọng. Thông tin từ Văn phòng Ban An toàn giao thông tỉnh Thái Nguyên, lực lượng chức năng đã tiến hành tuần tra, kiểm soát, xử lý vi phạm, lập biên bản 312 trường hợp, tạm giữ 1 xe ô tô, 43 xe ô tô, phạt tiền trên 340 triệu đồng. Toàn tỉnh đã xảy ra một vụ tai nạn giao thông trên địa bàn thành phố Thái Nguyên, không có thiệt hại về người.